Mày coi đó, anh chị hai lấy tiền rồi mà không lo cho má được đàng hoàng gì hết. Bây giờ má về ở với anh chị á, thì ông bà cũng không chịu trả tiền nữa là sao? Điều à, nếu mà con không nuôi nữa thì thôi để má đi. Má nói cái gì kỳ vậy? Sao con lại không nuôi má? Chứ sao con nhắc chuyện tiền bạc hoài vậy con? Thiệt tình, con cũng không hiểu nổi má luôn á. Nếu như má cần tiền thì má nói với anh hai, hoặc là má nói với con, chứ má lấy tiền của chị hai làm chi? Cho mọi chuyện nó rối như vậy hả má? Lộc ơi, con mà cũng nghĩ má xấu như vậy đó hả con? Thì con nghe chị hai nói như vậy. Nếu như má không làm, sao không để anh hai kêu chị Lan ra thì mọi chuyện sẽ rõ. Cái thằng, ngay cả con, con cũng nghĩ trong chuyện tiền bạc. Má, má Lộc, cho mày ăn học nhiều, mày ăn nói với má vậy đó hả? Con xin lỗi má, con không có nghĩ như vậy đâu má. Chị ba, nếu như má ở đây có khó khăn gì cho chị, hay là để em kêu má về ở với vợ chồng tụi em. Khó khăn gì đâu, má ăn uống có bao nhiêu? Còn anh ba, anh có vui lòng không? Thì dù gì má cũng cho tiền anh chị trả nợ, anh ba mày cũng đâu phải thuộc dạng phủi đâu. Vậy cũng được. Vô đây. Vô. Tao là tao không có cam tâm. Khi không bây giờ vợ chồng tao phải nuôi báo cô thì bà già vợ tao nữa. Thôi kệ anh ơi, mình làm phước thì được phước thôi. Giờ anh có hiếu với bà thì sau này con của anh có hiếu với anh thôi. Bù lại mà. Có nhưng gì mà đâu. Cái điều tao tức là phải chi bà già vợ tao bán nghèo trắng tại con vợ tao là con một của bà. Tao đâu có than làm gì. Đằng này, cái thằng anh hai á, với cái thằng Út á, nó cá giả thì mẹ luôn à, mà còn bắt tao phải gánh nợ. Cái điều làm tao tức nữa là bà có tiền bà đưa cho vợ chồng của ông hai, còn bây giờ bà dẫn xác về nhà tao. Tức không? Tức chứ. Hà quả đi anh. Vô. Tao là tao không có bỏ qua cái chuyện này đâu. Ba mẹ con mới về. Sơn. Dạ. Con đi đâu mà từ hôm qua tới bây giờ mới về? À... Có phải là con xuống nhãn trang đài không? Dạ, con đi Sài Gòn mẹ. Đi Sài Gòn? Đi Sài Gòn làm gì vậy con? Mẹ cũng phải cho con khuây khỏa chứ. Ở đây không chết vì buồn cũng sẽ phải chết vì chán. Con nói cái gì vậy Sơn? Ba mẹ tốn biết bao nhiêu tiền lo cho con, khi về nước không có một tấm bằng để lận lưng với người ta. Con được như người ta thì ba mẹ được nhờ rồi. Ba, con cũng đã hứa làm lại từ đầu, ăn học cho đàng hoàng. Tại ba mẹ bắt con về. Không gọi con về thì tiền đâu ba mẹ lo cho con nữa. Mà chưa chắc gì con đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Thôi anh à, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì. Có giải quyết được cái gì đâu. Điều cần thiết bây giờ là phải lo liệu công việc cho con đó anh à. Thôi được rồi, để mai anh đi vài chỗ kiếm việc cho nó. Anh định xin việc gì cho con? Với cái tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 loại trung bình thì nó có thể làm được gì ngoài nhân viên trong công ty bình thường để người ta sai vặt thôi. Ba, ba định cho con làm nhân viên quèn hả? Với đồng lương ba cọc 3 đồng uống cà phê còn không đủ. Anh, không được đâu anh à. Sao lại không được? Anh thử nghĩ coi, vợ chồng mình đang cố gắng giấu giếm hoàn cảnh thật của gia đình mình.
ngay cả việc thằng Sơn nó không có bằng. Vậy mà anh tính xin cho con cái công việc hèn mọn như vậy. Em hỏi anh, nếu mà bác Hai Trường mà biết thì bác có đồng ý làm xu gia với mình nữa hay không? Nghe em nói như vậy anh thấy cũng phải. Sơn à? Dạ. Chuyện con với Trang Đại sao rồi? Hay là con không ưng bụng rồi cố tình trì hoãn? Cái này không phải tại con nha ba. Con nhỏ đó giống như ở thế kỷ 18 vậy đó. Con cũng đã đề cập đến chuyện cưới sinh rồi, nhưng mà cứ nói không hợp nhau, cần phải có thời gian tìm hiểu mới quyết định được. Ba, con muốn gạo nấu thành cơm mà tại ba mẹ không muốn. Không được. Không, không được. Dứt khoát là không được. Mẹ biết tánh ý của con Trang Đài, nó không dễ đâu con. Vậy là mình phải chờ bao lâu nữa? Anh phải nhẫn nại chứ anh. Ông bà ta có câu dục tốc bất đạt, mình cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa đi anh. Sơn, còn về phần con, con ráng tích cực lên, lấy lòng bác Hai Trưởng, chiều chuộng Trang Đài một chút. Có đứa con gái nào mà không thích được nâng niu chiều chuộng đâu con. Ok, con biết rồi. Nội ơi, thời buổi nào rồi mà nội còn xài cái bàn tính cổ lỗ sĩ này nữa. Sao con mua cho nội cái máy tính bỏ túi mà nội không xài cho tiện? Cái bàn tính này nội xài quen rồi. Nội, uống sữa đi nội. Ừ, để đó con. Cái bàn tính này được truyền từ đời ông cố con tới đời ông nội đó, thấy không? Làm sao nội bỏ được nè. Thậm chí là nội muốn truyền lại cho tới đời cháu chắc sau này nữa nè. Nhưng mà con là con chịu thua rồi á nha nội. Con á hư lắm á. Nội chỉ bao nhiêu lần không có chịu học, trong khi anh Tùng kia thấy không, nội chỉ sơ sơ cái là nó tính ào 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 cho nội à. Nó giúp nội hổm ra là biết bao nhiêu chuyện rồi à. Giỏi ghê vậy đó. Anh Tùng thì còn nói làm gì nữa hả nội? Ảnh thông minh sáng dạ quá trời. Con thấy á, cái gì ảnh cũng biết, từ việc trong nhà ra tới việc ngoài đồng. Nội cũng công nhận à, cái thằng thông minh sáng dạ, lanh lẹ mà ham học hỏi. Dạ, bởi vậy con mới thấy tiếc cho ảnh. Nếu mà hả, ảnh có điều kiện ăn học đầy đủ thì chắc là ảnh còn tiến xa đó nội. Sao? Bây giờ là hết thành kiến với người ta rồi phải không? Nội cứ ghẹo con hoài. Con á hả, là con học cái tính bao dung của nội rồi á nghe. Nè. Dạ. Sơn á, mới hổm đây chính thức xin phép nội để cho hai đứa con tìm hiểu nhau. Mà gia đình ở bên đó đó, thấy họ đó cũng nôn nóng à, có được đương dâu. Đương dâu như con vậy đó. Nói nghe nè, nội già rồi, nội cũng mong muốn có một đứa cháu rể để mà có cháu cố đó ẩm bọc với người ta. Bây giờ con sao? Ưng hay không là nói với nội một tiếng đi, để cho người ta tiến hành. Nội, bộ nội thấy cháu gái xinh đẹp của nội ế lắm hay sao mà nội cứ giục con lấy chồng hoài. Thôi, nội xin lỗi, cháu của nội đâu có ế đâu. Xinh đẹp nè, đảm đang nè, giỏi giang nè, thông minh nè, siêng năng nè. Bao nhiêu cái tánh tốt là gom vô hết vậy đó. Thiếu gì người giọt ngó, đúng không? Con làm vậy đúng chưa ngoại? Cuộc đời không như giấc mơ lòng người. Đó, ăn nhậu cho cố vô, đẹp mặt chưa? Mày nói ai ăn nhậu cái gì? Tôi hỏi ông có ăn cơm không tôi bới. Ăn cơm, tất nhiên là phải ăn rồi. Tao là chủ căn nhà này, tao làm ra cơm gạo để nuôi cái nhà này. Tao không ăn, để chết đói hả mày? Tao đâu có ngủ.
Đó, má thấy chưa? Má thấy con gái của má chưa? Nó mất dạy vô cùng. Chồng nó nói chuyện, nó không có thưa gửi, nó không trả lời một tiếng, mà nó bỏ đi luôn. Nó vô bới cơm cho con mà. Chịu nổi không? Nè, ăn đi. Mày coi chừng ngoài nha mày. Gì vậy? Gì vậy? Một tuần 7 ngày mà mày cho ăn rau luộc với cá kho hết 6 ngày rưỡi rồi. Ai mà nuốt nổi mày? Thì cũng tại ông hết. Ông hứa với tôi làm sao? Hứa đi tát mương kiếm cá, rồi đi tuốt tới bây giờ mới về. Bây giờ có cơm ăn là may lắm rồi. Đừng có nói nhiều nữa. Mày nói gì hả mày? Tao nói tao nuốt không nổi thì mày phải làm món khác cho tao ăn chứ. Chứ mày muốn nói cái gì đó mày? Nhà còn cái gì đâu mà nấu? Cái gì? Mày nói gì? Không có cái gì ăn hả? Không có cái gì ăn. Mày đi vô, mày chiên trứng cho tao ăn. Trứng ở đâu mà chiên? Trứng con gà đẻ ra để làm gì mày? Bộ mày để dành mày ăn giọng hết luôn rồi hả? Ông có bị điên không? Tôi đã nói cái trứng đó để ấp rồi mà. Ăn uống cái gì? Tao muốn ăn trứng chiên thì mày phải vô chiên cho tao ăn. Mày giỡn với tao à? Tao gọi đây tao chờ nè. Con ơi, đi chiên trứng đi con, đi. Tao nói rồi á, bây giờ tao nằm đây nè. Tao chờ mày chiên trứng cho tao ăn mà không có mày chết mày với tao. Chiên không mày? Má coi đó. Nằm ngủ như chết tới sáng, chứ có ăn uống gì đâu. Trang Đài à, thật ra anh thương em từ lâu lắm rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không Trang Đài? Không đời nào nội ép con lấy người con không thương. Nội muốn con lấy cậu Sơn á, là vì cậu Sơn á là người tánh tình hiền lành dễ thương, mà lại nặng lòng với con nữa. Sao mà nội biết á, là anh Sơn nặng tình với con? Thì người như cậu Sơn á, đâu có phải ít con gái để mắt tới. Nhiều năm ở nước ngoài, vậy đó mà vẫn nhớ thương con. Như vậy đó là không có phải là nặng tình với con là cái gì nè. Nhưng mà mấy năm học ở nước ngoài, anh Sơn có bao giờ viết thư cho con đâu nội. À, thời gian đầu thì anh có viết. Đàn ông mà con, sự nghiệp là trên hết chứ. Bởi vì nó ở nước ngoài cho nên nó phải gạt tất cả mọi chuyện khác để nó tập trung nó lo chuyện học hành, hiểu không? Vậy cho mỗi lần mà đến thăm nội đó thì ba má của cậu Sơn á đều nhắn gửi lời của cậu Sơn á về thăm ông cháu mình. Con suy nghĩ thiệt kỹ lòng con đi rồi trả lời cho nội biết. Nếu mà con thật sự không thương, không tưởng, không có tình cảm với thằng Sơn thì cho nội biết, nội không có ép con. Dạ. Mình có tình cảm với anh Sơn hay không? Nếu như làm vợ anh ấy, liệu mình có hạnh phúc hay không? Con thực sự không biết phải quyết định như thế nào đây. Con muốn nội được vui, nhưng con lại không dám liều lĩnh bước vào cuộc hôn nhân khi chưa xác định rõ lòng mình. Ba má ơi, phải chi ba má còn sống, có khi má sẽ giúp được con trong chuyện này, phải không ba má? Đào. Dạ. Dạ má kêu con. Đứng đó đi, má lục quýt cho ăn nè. Má ơi, khi nào nội mới về nhà mình hả má? Về làm giống gì? Mà sao con cứ nhắc tới bà nội hoài vậy hả con? Má nhức đầu lắm rồi đó. Con nhớ nội lắm. Má, đón nội về đi má. Ba má đi suốt ngày.
bỏ con nhà mình, con buồn lắm. Buồn á thì ngày mai má đưa qua bà ngoại chơi. Nè, ăn quýt đi con. Trời ơi, con làm gì chạy dữ vậy Đào? Trời đất ơi, Đào. Con với cái thiệt á chứ, hết dạy nổi rồi. Em mới là con gì nữa phải không? Anh đừng có để ý tới nó nữa. Mà cũng tại má anh hết á, nuông chiều riết nhỏ hư. Con nít bi lớn à, muốn ngăn nào được ngăn đó. Em nè à, anh ăn đi. Anh có chuyện này muốn bàn với em. Chuyện gì vậy? Anh tính là đón má về đây nuôi. Ủa, sao lại đón? Lúc đi là tự động đi chứ tôi có đuổi đâu à. Mà tôi nói thiệt á, má đi tôi thấy là tốt nhất á. Vì sao lúc trước em cũng muốn đón má về đây mà? Lúc trước á là tại tôi thương anh, tôi muốn cho anh được báo hiếu. Nhưng mà không ngờ khi mà về sống chung vậy á, nó xảy ra quá nhiều khó khăn gút mắt. Vậy là ý của em là không muốn sống chung với má? Phải. Nếu vậy thì những cái khoản mà chi phí của má em cứ trừ ra, còn lại bao nhiêu á em gửi cho cô ba đi. Ê, đang làm cái gì đó? Lúa này đang phơi, tôi thấy trời mưa cho nên đem vô đây để đỡ rồi. Bỏ nó đi. Bây giờ á, mày cầm đôi giày này ra lau cho sạch. Nhớ, không được làm nó trầy. Nó mà trầy là mày không có tiền để đền đâu. Trang Đài, anh uống nước dừa đi. Nước dừa ngon quá. Em cố tình chọn trái dừa ngon nhất để mời anh đó. Vậy thì anh thật là cảm kích vì được em ưu ái. Trang Đài, anh hỏi em điều này, em hứa là phải trả lời thật lòng nha. Anh muốn hỏi chuyện gì? Ngoài anh ra, Trang Đài còn ưu ái ai nữa không? Ý của anh là... Ý anh là anh tò mò muốn biết á, Trang Đài có yêu ai chưa? Trang Đài, đừng trách anh tò mò nha. Vì Trang Đài có nói tụi mình cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn. Không, em không có trách anh tò mò đâu. Với lại em cũng chưa có người yêu. Vậy thì may quá. Anh có muốn mình là mối tình đầu tiên và là cuối cùng của em. Vậy của anh tôi lau xong rồi, anh coi lại coi vừa ý chưa? Cảm ơn anh Tùng nha. Để tôi gửi anh Tùng tiền cà phê. Không cần đâu. Thiệt là cảm ơn anh Tùng. Tôi xin phép đi làm việc. Nước dừa ngon quá. Trang Đài, Trang Đài, nước dừa ngon quá. Anh nghĩ đi, tía má có đối xử công bằng với anh hay không? Anh là con trai lớn, cái gì anh cũng phải bao bọc cho em út hết á. Nhưng mà đổi lại anh được cái gì hả? Nhưng mà tía má, hở ra là thằng Tùng nó hiếu thảo quá, thằng Lộc nó thông minh, nó học giỏi,
Má lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Còn con Điểu, nó làm biết bao nhiêu thứ như vậy đó, nhưng mà má vẫn bao bọc cho nó. Bản thân anh nghĩ có anh được cái gì? Anh được cái gì? Giờ kêu tôi trả lại tiền. Được, tôi trả. Tôi trả lại tiền đó. Không có cái số tiền đó đó, tôi cũng không có chết đói. Nhưng mà tôi vì thể diện cho anh, giữ thể diện cho gia đình tôi, tôi trả lại số tiền đó. Từ rài sắp lên, không có dỗ quả gì hết á. Em à, tôi nói vậy đó, tùy anh quyết định đi. Anh Tùng nè, để tôi phụ anh nghe. Ê, cô để tôi làm. Cô vô nhà nghỉ ngơi đi. Anh để tôi làm cho. À, anh khinh thường tôi đúng không? Nè, tôi nói cho anh biết nha, trước khi mà anh tới đây làm á, mấy cái công chuyện này nè là một tay tôi làm hết đó. Tôi đâu dám khinh thường cô đâu. Tôi biết là cô làm được mà. Nhưng đây là công việc của tôi, cô đừng làm khó tôi nha. Thì anh làm đi. Nhưng mà tôi ở đây nói chuyện với anh, chắc anh không phiền hết. Dạ không. Lại dạ nữa rồi. Anh đã nói là coi tôi như bạn bè, mà anh cứ một dạ hai thưa. Anh không nhớ gì hết hả? Tôi nhớ chứ. Nhưng tại vì tôi quen miệng cho nên tôi xin lỗi cô hai. Lần này tôi bỏ qua, lần sau mà anh còn tái phạm nữa hả, là tôi phạt anh, tôi giận anh à nghe. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi phạt anh, anh phải ngồi xuống đây nói chuyện với tôi. Nhưng công việc của tôi đang làm lỡ dở. Vậy tôi cũng làm ạ. À. Tôi để tôi ngồi. Tùng nè, anh có bao giờ nghĩ tới sẽ có một công việc ổn định không? Có chứ. Trước đây tôi từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành một thợ máy giỏi. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình cho nên anh không thể thực hiện được ước mơ của mình, đúng không? Nếu mà tôi thí dụ thôi à Nghiên, tôi thí dụ có một người con gái gia đình khá giả, đem lòng yêu thương anh. Nếu mà anh gật đầu đồng ý cô gái đó thì anh sẽ có điều kiện thực hiện được ước mơ của mình, rồi có điều kiện để thay đổi cuộc đời của anh nữa. Anh có đồng ý không? Cô cứ chọc tôi hoài à, làm gì có chuyện đó mà cô thí dụ. Nhưng mà tôi thực sự tôi không dám nghĩ tới mấy chuyện diễn dông đó đâu cô ơi. Tôi thấy chuyện đó cũng có thể xảy ra mà, tại sao anh lại gọi là diễn dông? Giờ tôi nói cho anh nghe nè, anh thông minh sáng dạ, tánh tình hiền lành, lại còn hiếu thảo nữa. Anh chỉ thua người ta mỗi cái là nghèo thôi. Nhưng mà nếu anh đồng ý cô gái đó thì gia đình người ta đã khá giả rồi, đâu có cần của cải nhà anh làm gì. Như vậy anh có đồng ý không? Nếu thực sự có một người như cô nói thì tôi cảm ơn họ nhiều lắm. Cảm ơn họ vì họ không khi dễ tôi nghèo khó. Nhưng mà thực tình tôi không muốn lợi dụng họ đâu. Tại sao lại lợi dụng? Thì cưới một người với mục đích vụ lợi thì lợi dụng chứ còn gì nữa.
đã lợi dụng người ta là không nên rồi. Đằng này á, còn lợi dụng người có lòng tốt với mình. Như vậy là tội càng nặng hơn nữa đó. Tại cô hỏi cho nên tôi trả lời thật lòng vậy thôi. Chứ thiệt sự ra tôi không dám nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Tôi biết thân biết phận của mình mà. Anh Tùng nè, anh đừng có mặc cảm nữa. Tôi với ông nội tôi á, lúc nào cũng nghĩ anh là người tốt hết. Anh xứng đáng nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Mà còn nữa, nếu mà sau này á, anh Sơn có sai biểu anh làm chuyện gì á, thì anh cứ thẳng thắn từ chối. Bởi vì đó không phải là bổn phận của anh. Anh hai, anh hai đi đâu mà người ướt nhẹp vậy? Anh hai cho tôi hỏi thăm chút, mấy nay má sao rồi anh, má có khỏe không? Tao với mày có anh em gì đâu, mày muốn hỏi thăm má mày về nhà gặp má mà hỏi. Sau này ra đường có gặp tao, cứ coi như người xa lạ đi. Đứng đó làm gì, đi đi. Nó không hỏi chuyện của má, nó mà hỏi không biết trả lời sao luôn đây trời. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì? Không lo đi kiếm cá đi rồi chú không có gì ăn rồi chửi. Bỏ qua cái chuyện ăn uống đi. Bây giờ có chuyện của má mà tính sao? Tính sao là tính sao? Bà phải nói má đi đầu tiên cho hai vợ chồng mình. Để anh chị hai ăn ốc bắt mình đủ vỏ hả? Ông đã nói chuyện với anh chị hai rồi mà. Nói cái gì? Bây giờ họ không chịu trả biết sao đây. Bắt má phải lên tiếng. Thằng Tùng, thằng Lộc mới hùa theo, mới tạo áp lực được chứ. Nhưng mà má không muốn lớn chuyện. Má không muốn anh em trong nhà bất hòa với nhau. Ông hiểu không vậy? Cái hòa thuận hồi nào đâu mà mất. Được rồi, bà nói với má của bà đi về nhà anh chị hai ở lại đi. Không có chứa nữa. Nè, ông nói cái gì vậy? Tôi là con gái của má mà, sao tôi nói vậy được chứ? Với lại má lớn tuổi rồi, má ăn uống có bao nhiêu đâu mà ông tính toán. Giờ tôi với ông lo cho má đi, được không? Không, tôi không có muốn anh chị hai ăn trên đầu trên cổ tôi. Mà cũng tại ông đó. Từ đầu cũng là ông dồ dập đưa má về. Rồi bây giờ mọi thứ an bài hết rồi, ông bắt tôi nói vậy là sao? Bởi vì tôi nghĩ á, má về để ở thì anh chị hai phải ói tiền ra. Má đi tới đâu tiền phải đi tới đó chứ. Để tôi từ từ tôi nói chuyện với má. Nhưng mà ông làm ơn làm phước ông đừng. Ông đừng gây áp lực cho tôi nữa. Ông đừng bắt tôi phải khó xử nữa. Má là má của tôi đó. Được rồi, má muốn làm gì thì làm. Đừng có để cho thằng này nó quậy nghe. Ha. Điểu nè. Dạ má. Con nhớ nha, con gái là phải biết thiêu thùa mai giá, phải biết tập nấu ăn nha con, rồi phải ráng học hành cho giỏi,
Sau này khi mà lập gia đình á, con mới biết nấu cơm cho chồng con ăn, nghe con. Con không chịu đâu, con chỉ muốn ở với tía với má cả đời thôi. Trời đất ơi, tía má đâu có ở hoài với con được. Thì con phải nghe lời tía má, phải ráng lo cho cái gia đình của mình cho tốt chứ, hả con? Thôi con không chịu đâu. Cái gì bà không chịu đâu, nhõng nhẽo hoài ha. Đây, xong rồi nè, xay qua. Đây con xay qua coi có đẹp không nè. Dạ. Đẹp quá con à má. Đẹp quá. Sao trưa quá rồi mà không có cơm nước gì cho em hết vậy nè? Em đói bụng quá rồi. Em ơi, anh đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Sáng dậy là anh đi thu tiền, thu tiền xong là anh giặt đồ phơi đồ. Thời gian đâu anh nấu cơm. Anh giặt đồ trễ, hết nắng, đồ không khô. Em lại cằn nhằn cử dữ anh. Sao hồi lúc trước á, tôi về tới nhà là cơm nước có sẵn hết rồi. Má không biết á, nội phải thức từ khuya để quét nhà, rửa chén, với giặt đồ hay sao? Con mình nó nói đúng á. Có má ở đây má lo tất cả mọi chuyện. Hai vợ chồng mình ở ngoài về chỉ có ăn cơm thôi. Cha con mấy người đừng có hồi nhau. Lúc trước á, má anh không ở đây, cơm nước cũng sẵn sàng vậy. Thôi đừng có nói nhiều, vô lo bữa trưa cho tôi đi. Má, con nhớ nội quá à. Má đi rước nội về nha má. Nè bé Đào, má nhắc con một lần nữa nghe chưa, con không được nhắc tới bà nội nữa. Má không có thích chuyện này nghe chưa? Dạ. Cậu Tư ơi, xong chưa cậu Tư? Con đói quá à. Chờ xíu nữa chín rồi. Nhanh lên đi cậu Tư. Xong rồi nè, chín rồi. Cậu Tư lột chưa? Dạ. Nóng đó. Dạ. Ngon quá cậu Tư. Bây giờ con ăn con này, để cậu Tư nướng thêm con nữa. Cái lát con đem về cho bà ngoại nha. Dạ. Bữa nào cậu Tư bắt được nhiều cá thì cậu Tư nướng cho con ăn nữa. Bữa nay cá chạy đâu mất tiêu, bắt được có hai con à. Dạ. Ăn từ từ thôi. Con đem về cho ngoại ăn, chắc ngoại cũng ăn ngon giống con vậy đó. Ừ. Chúng lẽ tao kêu tao. Mày cầm gì đó, đưa tao coi coi. Dạ, cá lóc cậu Tư nướng cho ngoại ba. Ba thấy ngon không? Được rồi. Ừ, ngon á. Ủa, ba cầm con cá lóc đi đâu vậy? Con cá lóc này nhỏ quá, xương xẩu không. Ba ngoại mày già rồi, ăn mắt cổ một cái là báo luôn. Tao cầm đi dậu. Chiều tôi về tao rảnh á, tao bắt con cá bự hơn cho bà ngoại mày ăn. À, ba, con cá lóc cậu Tư nướng cho ngoại mà ba. Nè nè. Lạnh quá ngoại ơi. Rồi dạ. Nè. Đây, ngoại nói con nghe nha. Ngoại nói con nghe này nè. Ngoại già rồi, ngoại ăn cá ngoại mắc xương nghe. Nghe con. Nhưng mà cậu Tư biểu đem về cho ngoại mà. Ừ thì ba con ăn cũng giống như ngoại ăn vậy đó. Ha. Con gặp cậu Tư con đừng có nói là ba con ăn nghe chưa. Nếu cậu Tư có hỏi là nói ngoại ăn rồi. Hiểu không? Nghe chưa? Dạ.
Ừ, con đứng lên cho ngoại tạ cái coi. Mắc cỡ gì, ngoại biểu đứng lên. Đó, nè. Rồi. Ê chà, con bộ cũng khéo tài quá ha. Dạ. Nội. Hả? Con mời nội vô ăn cơm. À, Tùng, bỏ đó, vô ăn cơm là làm tiếp con. Ờ, ông hai đứa con làm xong rồi con ăn sau cũng được mà. Coi, đi vô rửa tay rửa mặt, ăn cơm với ông cháu tao cho vui. Ờ, ông hai ơi. Hả? Ông hai để cho con ăn cơm với trò như bình thường là được rồi ông hai. Coi. Thôi anh đừng có ngại, ông nội tôi biểu sao á thì anh nghe vậy đi. Ừ, tôi... Tôi cái gì mà tôi? Hay là anh muốn phiền tôi mỗi bữa hả? Phải chừa cơm vô cà mèn cho anh nữa. Đó, thấy chưa? Thôi vậy, từ nay mỗi bữa cơm đi vô ăn luôn cho nó gọn, đừng có ngại ngùng cái gì hết, nghe chưa? Ừ. Còn ngồi đó nữa, anh tới rửa tay đi. Hay là muốn ông cháu tôi đợi anh? Ờ, dạ. Chồng của em vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải lo lấy cái bằng bác sĩ, cho nên anh phải ăn thật nhiều vào để lấy sức, hiểu chưa? Hôm nay em cố tình nấu toàn những món ngon không nè, dành cho anh đó. Không biết em lo cho anh hay lo cho cái bằng bác sĩ của anh vậy hả? Thì lo cả hai luôn. Nếu mà không vì cái bằng bác sĩ mà anh đang cố lấy cho được á, em đã không tha cho anh rồi. Ừ? Anh có tội gì hả? Ừ, còn hỏi nữa. Cứ mỗi tối mà người ta đụng vô người là hôm nay anh mệt quá, hôm nay anh mệt quá, mất hết cả hứng luôn á. Ghét. Thôi đừng có giận anh mà. Hôm nay em có rảnh á thì đi thăm má nha. Bữa giờ anh bận công chuyện nhiều quá. Ờ, dạ. À, sẵn tiện em đem cho má một chục trứng gà, cho má tiền bỏ túi đi ăn trầu. Ừ. Má ở với anh chị ba chắc sống không có được đầy đủ đâu. Thì cũng tại má cả thôi. Má tự làm khổ mình, rồi làm khổ lây luôn con cái. Tự nhiên đang yên đang lành, cái nghe lời chị ba xúi giục làm mọi chuyện rối lung tung hết cả lên. Anh không thấy hả? Mà ai nói chuyện này cho em nghe vậy? Thì chị hai chứ ai. Hôm bữa chị qua đây than thở với em quá trời luôn. Những gì chị hai nói chưa chắc là đúng đâu em. Dạ. Thôi ăn đi mà, ăn đi cho có sức khỏe nữa. Chị Lan. Ừ? Chị có tiền không? Cho tôi ít đi, mấy bữa nay trong túi tôi không có tiền, chán quá. Chị làm gì có tiền? Em hỏi mà út đi. Thiệt là chị không có tiền. Chị nói chị không có tiền, chứ cái gì trong túi áo của chị vậy? Đây là tiền của thím Tư, gửi trả cho mợ út đó. Em đi xin mợ út đi. Thì bây giờ chị đưa cho tôi trước đi, lát nữa tôi nói chị với má tôi sao? Không được, chị không dám. Đưa tiền cho tôi chị không dám, nhưng mà đưa tiền cho ông nội Tùng thì chị dám đúng không? Em nói gì vậy? Chị đưa tiền cho anh Tùng hồi nào? Thôi mệt quá. Bây giờ tôi hỏi nè, chị có đưa tiền cho tôi không? Không. Có đưa hay là không? Không. Không đưa thì thôi. Em làm gì vậy? Trả lại cho chị. Nè, tôi xin một ít á. Không được. Chị không cho. Bây giờ tôi lấy hết luôn nè. Không được. Mớn. Bu ra. Mớn. Nè Mớn, trả lại đây cho chị. Mớn.
Con mời nội ăn cơm. Anh ăn cơm đi. Cả nhà ăn cơm con ha. Ăn ngon miệng nha. Cho nội. Ngon không nội? Ngon, quá ngon. Nè, anh ăn đồ ăn đi. Sao ăn cơm không hoài vậy? Cảm ơn cô hai. Tùng con. Dạ. Ăn uống thoải mái tự nhiên ha, không có gì ngại hết nha. Không có gì gượng gạo hay là ép uổng gì hết nha. Ông coi mày như người trong nhà. Cái tính của con á là nhiệt tình thì ăn uống cũng phải nhiệt tình ha. Dạ cảm ơn ông hai. Rồi ăn. Mà nè, nhớ lời ông nội tôi dặn nghe. Mai mốt tới giờ ăn á, cứ vô đây ăn chung với ông cháu tôi, đỡ mất công tôi chừa phần cho anh. Dạ. Mày xuống đây. Ây da. Xuống đây. Ba mặt một lời nè ha. Mày nói cho tao biết. Đây nè. Nó nói mày lấy tiền trong túi của nó đó. Mày có lấy hay không? Dạ. Tiền gì? Tôi liên quan gì đổ thừa tôi? Nè, em còn chối nữa. Rõ ràng là em lấy tiền trong túi của chị mà. Tiền trong túi của chị? Ai mà lấy được? Với lại tôi lấy có ai thấy không? Có ai làm chứng không? Mận... Nè, đừng có tưởng lớn mà muốn nói gì nói nha. Mận... Mày cũng quá đáng lắm. Mày xài tiền hết rồi, mày đổ thừa thằng nhỏ.